cua ngậu. Nó cũng căng bậy luôn các bạn. Nó cũng căng bậy luôn. Chạy. Kêu em ơi. Kêu. Kêu em ơi. Nó cũng căng bậy luôn các bạn ơi. Yeah. Nó cũng căng bậy luôn. Nó cầm cái vương miện các bạn ơi, nó cầm vương miện à. Hello, xin chào các bạn, mình là Lip đây. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chung là chơi cái trò chơi Fish and Crawfish và tìm hiểu cuộc sống của một con cua nha. Trời ơi, mình đang là nói chung là chơi một cái game rất là đẹp luôn các bạn. Đồ họa 3D. Anh em thấy ghê chưa? Mình đang núp ở trong một cái rặng san hô. Và nhiệm vụ của mình là đi tìm những cái thức ăn thừa. Mình là một con cua mà. Lúc này mình còn nhỏ, mới level 1 thôi. Đâu có, nói chung là đâu có tự đi kiếm đồ ăn được. Mình đi lượm thức ăn thừa ở ngoài, nói chung là bờ sông thôi. Đó. Thì bây giờ nãy giờ là đói quá rồi. Nói chung là đói quá rồi, không có gì ăn hết á. Trời ơi, chỗ này đẹp ghê lắm các bạn. Chỗ này đẹp ghê lắm các bạn ơi. Ở đây là nói chung nói chung vậy ta. Nói chung là ở đây là nói chung ôi vậy khùng hả. Đi xuống rồi. Nó đang trong cái mùa Giáng sinh đó các bạn, nên là mình đội mũ ông già Noel luôn á anh em. Tối qua ông già Noel mới trao qua mình cái mũ ông già Noel đó. Giờ cái ông nói đội mũ ở đây ngứa quá, ông đưa mình đội á. Ok, giờ kiếm bạn thôi. Té xuống dưới này rồi sao sống này, chờ cuộc sống của một con cua. Không cái gì để ăn luôn. Đừng đùa chứ. Đùa với tao chứ. Rồi một con cua. Ê, mình đã tìm thấy đồ ăn rồi các bạn ơi. Ba mẫu thức ăn thừa ở trên một cái ván thuyền. Đấy, ăn đi. Cứ từ từ mà ăn thôi. Hút lên. Điều hay lắm. Hút lên. Điều hay lắm. Lên level rồi. Level 2 nó sẽ bự lên nha các bạn. Đấy, nghiền nát kiểu như là cái cục này nó bự quá, mình phải cắn nó chia nó làm 4 xong mới ăn được, chứ cái miệng của mình ăn không nấu. Đấy, tốt, level 3. Trời ơi, không có răng tôi, có tôi lớn rất là nhanh. Hay lắm. Hello, xin chào tất cả mọi người. Đây là một con cua. Rất là dễ thương luôn, các bạn muốn coi cái mặt trước của nó nè anh em. Đấy, mình là như vậy nè nha anh em. Đấy, mình là như vậy là màu đỏ là mặt trước của mình nè. Còn nói chung là hiện tại là đang cố gắng sinh tồn. Ở dưới cũng có đồ ăn kìa. Ôi, mình là cua mà mình đứng ở trên đây có khi mình chết luôn á. Gây sợ chuối quá. Màu đỏ mà đội mũ ông già Noel nữa chứ. Đi vô trong bụi này. Mình kéo cái đồ ăn đi vô trong bụi ăn. Chứ rồi ăn vô trong bụi ăn một mình thôi. Anh em thấy mình sinh tồn không? Trời, mình là cua thôi á, mình nói chung là mình đĩa ngay cái đống luôn á, chứ đừng nói ô đồ ăn rồi. Mấy chờ đồ ăn luôn, ngon. Ngon. Rồi, level 5 rồi. Ồ, hấp dẫn. Ủa, sao thế giới này như căn mình hay sao trời? Giận à. Ai không? Hello. Anybody home? Anybody có ai đây không? Oh, có con gì kìa các bạn. Có con gì kìa. Ôi, oh, cá kìa anh em ơi. Nhìn trên kia kìa. Nhìn đi xa kìa, một đống cá mập rồi luôn. Đừng có đùa rồi nó. Ôi, gì đây, cái gì đây vậy? Oh, đồ ăn nè. Một con cá chết. Trời, rất thích hợp với mình. Gì đây, sao biển hả? Sao biển rất thích hợp với tôi. Rồi, ăn xe biển luôn, ngon quá. Oh, level 6 rồi, ngon quá. Đồ ăn rất là nhiều luôn các bạn. Ở đằng kia có một con cua giống mình kia. Đằng kia một con cua giống mình kia các bạn. Rồi ăn hả? À, thì đây là một con cua cái anh em ơi. Mình đi cái nói chung là đi đây qua, nói chung là sinh trứng. Mình phải có đi con rồi chứ. Ê, hello bạn cái ơi. Hello bạn. Mình sẽ bảo vệ bạn ơi. Ấy, đồ ăn kia bạn ăn đi. Ăn đi, mình tới mình ăn ké thôi. Ồ, đây là đồ ăn này bạn ơi. Qua đây ăn đồ ăn này. Ở bên kia con ké coi chừng nó cắn chết cha bạn. Rồi ok.
Level 7 các bạn ơi. Trời ơi, thế giới này cái gì đó. Nhâm bay ok kìa, cái mập rồi kìa. Chúng ta đi đến cái vùng rất nguy hiểm rồi á, đừng có đùa. Thôi từ từ. Đấy, đồ ăn này, đồ ăn trước mặt, ủa đồ ăn quá trời luôn các bạn. À tụi này nó nhiều đồ ăn quá, xong tụi này nó thừa thải luôn rồi các bạn ơi. Một con cá gì nó đang ăn kìa. Ôi nó vừa ăn nó vừa địt rồi các bạn. Ai cho mày, ai cho mày địt, ai cho mày địt, ai cho mày địt, ai cho mày địt mày. Tao giật mày nè, mình đang muốn lộn với nó các bạn. Leo, 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 nó chết rồi các bạn ơi. Trời ơi mày đùa. Các bạn đùa với mình á. Đây nó chết rồi các bạn, nó bị không thể phản kháng rồi. Leo, 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 mình sẽ cắn nó cứ khi nào nó ăn ăn được rồi, ăn được rồi. Ôi ôi level 8 rồi. Ê, ê, cái mập, ê. Ê, công sức tao cho nãy giờ nha mày. Cái mập kìa các bạn. Cái mập kìa. Tí 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 gì cứng chân luôn các bạn ơi, đi máu luôn rồi, các bạn ơi. Tí 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 à, cái này đoán nè, mà bị cái mập hù cái đi máu luôn chợ. Từ từ từ, nhìn con cái mập đó ở đâu hả? Đi đâu rồi, đi đâu rồi, đâu kẹt luôn rồi. Nói chung là nguy hiểm sẽ rình rập bất cứ lúc nào. Nãy nó cắn chặt, nãy nó kiểu như từ trên nó phi xuống cắn chặt chứ không mình chết rồi. Ghê thiệt. À, đồ ăn nữa nè. Cái từ từ ấy. Họ lên vào chính rồi anh em ơi. Tao đã bự lên rất là nhiều rồi, tao đã trở thành một con bự rồi. Đấy, ăn nè, sắp lên level 10. Ôi nhưng mà mình bự quá thì mình sẽ gây sợ chú ý cho mấy con cá kia. Thôi, cứ đi về núp 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 rồi. Đây là đâu vậy? Ăn này, đồ ăn này, đồ ăn này. Leo nè, leo nè, leo nè, ăn nè. Sắp lên level 10 rồi. Nguyên một con cá mập bua luôn. Nè. bạn ơi. Điều 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 hơn quá, hơn quá, hơn quá. Rồi nha, có miếng đồ ăn ngay đây cho tao ăn nha. Có miếng đồ ăn đâu ạ? Mất luôn rồi. Sắp lên level rồi, không có. Không có miếng đồ ăn nào ta. Nói gì trời. Lên level 10 coi, level 10. Tôi cần lên level 10. Ôi, cái mặt búa kìa. Ê, cua, 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 cua. Ê, cái bạn gái nãy nè. Hình như bạn nó muốn lên trên bờ á. Bạn nó muốn lên trên bờ nhưng mà bạn lên không có được, rớt xuống đây là bạn phải chết thôi. Ok, cảm ơn bạn đây. Yes, unlock được con King Crab các bạn ơi. Team với mình unlock được con King Crab, các bạn thấy không, bây giờ mình có thể chơi được con King Crab rồi. Yes, hồi nãy là mình định là nói chung là mình mục đích của mình lên level 10 chỉ để chơi con này thôi. Yo, yes. Ok các bạn ơi, bây giờ là mình con đê. Mình có thể đẻ trứng các bạn. Mình mới đẻ nè. Ồ vậy? Đâu đâu đâu, trứng ở đâu? Chưa 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 chưa. Mới level 1 à. Qua bá đạo. Qua bá đạo luôn. thế giới của ta. Rồi rồi rồi. Ôi trời, nhảy lên cái ăn ăn luôn. Ghê thiệt. Ghê thiệt các bạn. À, bây giờ mình lên trên bờ luôn chứ giờ mình xuống dưới đang chi nữa, mình đây là cua hoàng đế rồi mà. Ôi đẻ trứng này các bạn. Ôi hello. Đẻ trứng xong ăn hay là ăn được cái trứng của mình luôn. À, mình thật là khùng. Mấy con cá mập này các bạn nhìn thấy từ xa không,
lên bờ thôi, lên bờ thôi, giờ mình mạnh lắm á nha, mình là King of Crab à. Nè các bạn, cho các bạn coi thì chúng ta có thể lựa một trong hai con cua này á, là con cua cũng là miễn phí nè, free nè, không cần tốn tiền nè. Con cua này là giờ bữa mình cho, hồi nãy là mình cho con cua này đúng không, còn cái con này á, là nó yêu cầu á, là phải lên level 10 thì mình mới chọn được cái con này. Còn các con tôm này nữa, con tôm tít nữa, mà con tôm tít chưa cho được. Đấy, ngon chưa? Hello, xin chào em gái. Sao em nhỏ vậy? Sao em nhỏ vậy em? Ô, oh, em phục em phục tùng mình à. Gì đi rồi? Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Ô, oh, mình mạnh vậy. Ô, oh, mình mạnh vậy các bạn. Ô, oh, mình muốn em nó nói chung là bể giáp rồi. Muốn em. Thôi chơi em đã đi tạo em. Muốn giỡn cái giống như mình nận cái bể giáp rồi. Rồi, đang rồi. Dễ rồi các bạn. Điều các bạn coi cái trứng của mình này từ. Ồ, cái trứng của mình kìa. Ôi, cái trứng mình kỳ lạ các bạn, coi bên trong kìa. Ơ, mình để trứng là vậy hả? Các bạn coi kìa, cái trứng của mình là bên trong các miếng thịt luôn, các cục thịt con cua luôn. Ồ, để thêm một trứng nữa nè. Ồ, mình phải có thời gian mới để được nha. Bây giờ tao ấp trứng. Ê, tao sẽ bảo vệ cái trứng của tao. Nào. Nào vô. Làm sao mấy cái trứng này nở chợ? Làm sao mấy trứng này nở, mình phải đi ăn thì nó mới nở. Ờ, mình sẽ giấu vô. Ôi vậy. Ô, em gái. Ô, mình mới quýnh cái lòi mai luôn. Mình mới quýnh cái bể mai luôn trời. Ê, em ấp vào anh mấy cái trứng của anh đi. Em ấp vào anh mấy cái trứng của anh đi em. Qua đây, qua đây. Đây, qua đây, ấp mấy trứng của anh đi. Ơ. Hình như không phải trứng, đó là miếng thịt nữa, cái gì á. Đâu, cho anh ăn em ơi, anh đói quá. Chết luôn rồi các bạn. Chết rồi, con nó chết luôn rồi. Rồi, ăn đi. À, nó nở này. Ô. Nó nở các bạn ơi. Ê, nhưng mà cái con nó sẽ ăn cái trứng. À, mình có hiểu rồi. Mình sẽ để xong mình giấu chỗ nào đó, từ từ nó cũng nở mà. Ê, đi theo anh, đi theo, đi lộng cái đi theo bé. Đi theo bé, quá này ngu vậy. Lưu mày, lưu mày. Ồ, nó ăn thịt cái trứng luôn chờ. Đi theo bé nè, đi theo tao nè. Hậu vệ của mình á, màu xanh nha. Rồi quay kia, mình là chậm khu này rồi. Một con cua nó chết rồi, phải quay ăn thôi. Con này bị chết rồi. Trời mạnh quá các bạn. Dính một cái tụi nó chết rồi. Để qua đây. Con trai của ta. Gì vậy? Ồ, cái thằng này hồi nãy. Mày chơi tao mày. Quay không phải, băng băng, thằng này băng mình. Ơ, nó là con cua cái các bạn. Nè, đĩa này áp 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 áp. Ủa, đĩa một đống luôn các bạn. Ồ. Đĩa một đống luôn kìa, áp đi, áp đó, áp. Ôi, giờ kìa, giờ mình chờ cái bài đi nở là vui luôn á các bạn. Chờ cái bài đi nở là vui luôn á. Tiêu 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 tiêu. Ôi, cái mấy con cá rất là dễ thương luôn. Nhưng chờ cái bài đi nở không biết là khi nào luôn. Ráng chờ. Đúng rồi, áp đi, áp đi. Ôi, shit. Ôi, sao nó cắn nó ăn vậy? Hình như mình ăn xong cái tụi nó bắt trước hay chứ. Hồi nãy sao mình đụng đụng sao á, con kia nó nở. Kìa mấy anh kia khùng ghê chứ. Ê, con cá léo. Con cá nó ăn cái trứng của mình. Ơ, sao còn có hai trứng rồi trời. À, mình sẽ đẩy cái trứng này vô trong cái bộ rong thử. Ê, mày léo. Cá heo hả? 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 Ôi, mình quên quýnh lộn với cá heo luôn các bạn. Ăn hết rồi đó, ăn hết rồi đó. Ôi, bể mai rồi các bạn ơi, bể mai rồi. Ôi, con cá heo con cái máu rồi. Mày léo. Mày léo, mày léo, mày léo, mày léo, mày léo, mày léo, mày léo. Bố mày chờ hết mình mày luôn. Mày léo, mày léo. Đúng rồi, quýnh á, quýnh á. Ôi, đàn con của tao đến nở rồi. Léo nè, léo nè, léo nè, léo nè. Giờ mày sợ ai nữa? Thấy sức mạnh của loài cua chưa mày? Thấy sức mạnh của loài cua chưa? Thấy sức mạnh của loài cua chưa? Đúng rồi, cắn đi. Ôi, banh vẫy luôn các bạn, banh vẫy luôn các bạn. Léo, léo, mình thấy sức mạnh của loài cua chưa? Chừng nào nó ra cái miếng thịt là mình ăn được các bạn. Chết rồi, léo. Ăn, 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 hút, hút, hút. Để ta ăn với. Chưa, 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 cái miếng này chưa ăn được. Rồi, rồi, đây này, đây mới ăn được nè. Ồ, lên level 2 rồi.
Láo, láo lên bè, láo. Đĩa thôi. Đĩa thôi các bạn. Bây giờ theo hồ đĩa nè. Láo, 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 láo. Một đống luôn. Áp trứng của tay đi. Áp trứng của tay đi. Cái con. Áp trứng của tay đi. Các bạn có kìa. Ôi đĩa chứ. Ôi cái bài đi mới nó nở cái lắc máy luôn các bạn. Trứng cua các bạn ơi. Bây giờ mình chờ các bạn đi nở 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 nở. Chờ bạn nở thôi. Đi mình đi chỗ khác. Mình đi một cái chỗ xe xe ra để tí nữa mình đỡ quýnh trúng mấy cái trứng của mình. Lắc. Nó trở thành đua cua rồi. Nào chơi. Đấy, các bạn thấy không? Cái con bự nhất là cái con đó là nó đi theo mình chứ không phải là con của mình. Và từ mình sẽ muốn quan sát cái đàn trứng của mình sẽ nở, mình không biết nó sẽ nở như thế nào thôi. Chưa đẻ được, cứ ăn vô là đẻ ra các bạn ơi. Muốn những cái quả trứng của ta sẽ nở ra. Thấy kìa, nó đung đưa các bạn, nó đung đưa kìa, nó đung đưa kìa. Nó đung đưa kìa, mấy quả trứng nó đung đưa kìa. Ồ, nó nở kìa các bạn, đi. Dễ thương quá đi. Yeah, cái con của ta, cái con của ta. Đúng rồi, nở đi, cái con của ta. Ta sẽ là một con chùm. Giờ thằng nào đụng mình nữa chào. Thằng nào đụng ra nữa. Thằng nào đụng ra nữa. Thằng nào đụng tao. Thằng nào đụng tao. Đi. Trời ơi các bạn ơi coi kìa. Ôi mà đi không được luôn các bạn. Đi không được luôn, đi không được luôn. Đi thôi cái con đi thôi. Bây giờ mình thử thách để 100 quả trứng luôn rồi. Thôi giờ đi các bạn, cái bài đây mày đi quýnh lậu các bạn. Đi ơi mình phải à, kiếm đạn. Ơi giờ không mình không đủ nuôi tụi nó sao ta. Trời ơi các bạn coi kìa, ăn nè cái con đồ, ăn nè cái con của ta đồ, ăn nè, lại đây lại đây lại đây lại đây lại đây, đồ ăn của ta nè, lại đây lại đây, đúng rồi ăn đi, đây ăn đi, đồ ăn đi, ăn đi rồi tốt rồi, ăn đây đồ ăn nè, đồ ăn nè. À, cái mập kìa, cái mập kìa, cái mập kìa. Đi sang cái mập luôn. Sao mày? Mày mạnh đi. Cái con phụ, phụ tao một tay cái con. Phụ tao một tay cái con, phụ tao một tay cái con. Leo, leo, leo. Ui cho nó mạnh quá các bạn ơi. Ý. Ý đừng nó mình chết nha các bạn. Ôi mình còn có xíu máu à. Ok. Đúng rồi, cái đàn con của cái đàn con của mình tới rồi các bạn coi kìa, mình lui đi cho các bạn coi à. Mình hồi máu cái. Ồ giời ơi, ăn đi cái con, ăn đi, tao không cần ăn nữa đâu. Tao không cần ăn nữa đâu, cái con ăn đi. Ôi, một cảnh tượng rất là hùng vĩ. Các bạn coi kìa. Gì ông nội? Ông nội cua đây khùng hả mày? Các bạn coi kìa. Ôi thịt kìa, thịt kìa, thịt kìa. Cho tao ăn với cái con. Cho tao ăn đi cái con cũng muốn ăn thì ăn đi. Ôi ăn cái mập luôn các bạn. Giờ mình để thêm bài nữa vui ha. Để thêm bài nữa. Các bạn thấy game này hay thì cho mình một like và một đăng ký để ủng hộ mình nha các anh nha 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 các anh em. Ăn đi cái con ăn đi. Cho tăng với, cho tăng cho tăng để ta đĩa với. Ôi sao mấy con kia chết vậy ta? À sau 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 cái trận chiến với cái mập á tụi nó chết đấy các bạn. Sau trận chiến với cái mập nó bị chết đó. Không sao. Chết 4 5 đứa à. Bây giờ mình để tiếp này, đĩa nè, đĩa nè, đĩa nè. Đừng có quấn vô cái trứng nha. Quấn vô trứng nha mấy con. Quấn vô trứng nha, mình sẽ bảo vệ mấy cái trứng đó nha. Rồi, mình để thêm một bài nữa. Rồi, bây giờ đợi đợi tụi nó nở, lui ra, đợi tụi nó nở mấy con. Lui ra. Lui ra đợi mấy cái trứng này nở nè. Trời, xong cái trận chiến hồi nãy mình hy sinh 4 5 đứa cũng không sao đâu mấy con à. Rồi, đợi nó nở đi. Chút xíu à, mình nghĩ chút xíu là tụi nó nở à. Chuẩn bị chào đón những tân binh, chào đón những tân cua, nở đi mấy con. Cũng nhiều á các bạn, mình đẻ cũng nhiều á, tại vì do mình để thưa chơi thì nó đẻ cũng nhiều á. Nở nào, nở nào mấy con ơi, nó nở nhanh mà ta, sao lần này nở chậm vậy? Kì kì lắc này, lắc này, lắc này, lắc trứng nha các bạn. Nở này, nở này, nở này, nở này, nở này. Bun bun một con nữa, hai con nữa. hay lắm mấy đứa. Hay lắm, nở đi, nở đi. Rồi, chúng ta đi kiếm cái mập, giết tiếp.
Ừ, vậy là khu này mình bá đạo rồi các bạn, còn ai nữa đâu chơi lại mình. Mỗi cái con cá, những cái con có những kỹ năng đặc biệt nha các bạn, như cái con cua của mình hiện đại, cái hiện tại đang cho nè, là nó có kỹ năng đặc biệt là sinh sản. Đấy, anh em thấy cái đàn cua của mình không? Ăn nhiều đâu. Với cái đội hình đó là ăn được cái con cá bất kỳ, con gì cũng ăn được. May á, là nó đói mà nó không chơi mình á. Bây giờ nha, mình sẽ kéo bầy xuống dưới ở dưới kia coi thử nha. Mình kéo một bầy xuống dưới chỗ hồ á, dưới chỗ nước sâu á. Coi thử có gì không. Ok, đi theo mấy con. Cái mập cái đồ đâu hết rồi. Thưa quá các bạn ơi. À. Trời ơi, anh em coi kìa. Đây, bây giờ mình di chuyển xuống. Xuống cái hồ nước sâu. Mấy đứa đi nhanh nha, thằng nào ở lại lên sau là bị kẹt đáng chịu á. Oh, hello, xin chào em. Em ơi, em đi chỗ khác rồi em. Đi chỗ khác ơi. Đoàn quân của chúng ta đang đến rồi kìa. Em đi đi. No. No. Cái em đó là em cua ngoại lai, trời biết ngay mà. Trời ác ghê chưa các bạn. Mình không thể ngăn cản được những đứa con của mình. Mình không thể ngăn cản được những đứa con của mình. No, các bạn coi kìa. Ôi, nó ăn xí xác luôn kìa các bạn ơi. Tụi nó hấu ăn quá. Em rất là hấu ăn. Bây giờ mà có bất cứ một cái gì là tụi nó ăn hết. Tụi nó ăn sạch bách hết luôn á các bạn. Không chừa bất cứ một gì đâu. Các anh bạn này đang ăn kìa. Hello anh bạn. Hello anh bạn, đoàn quân của ta đang tới kìa. Ôi, tụi nó đâu hết rồi. Hiểu nó đâu các bạn. Ở đây 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 đây. Tụi anh bị kẹt sau cục đá rồi các bạn à. Cái mập nó sợ trốn rồi anh em ơi. Mập sợ trốn rồi. Tụi nó vẫn đi theo mình thôi. Lập trình của nó tụi nó là vậy mà. Lẹo lẹo lẹo. Ở đằng kia cái con cua kia đang quýnh cái con cua con của mình kia. Tại sao? Tại sao mà ăn hiếp đàn em của tao? Chết luôn rồi. Đậu phộng nó. À, chưa chưa chưa. Ở à, chết luôn rồi. Lao nè. Con này là cũng bự đấy. Cũng bự đấy. Cũng bự đấy. Trời ơi, bấy thịt luôn các bạn ơi. Hơi bị ghê. Cái mập nó trốn quá luôn rồi. Cái mập trốn quá rồi. Rồi chúng ta đã đi di chuyển xuống dưới này. Đàn con của chúng ta. Giờ mình để thêm mớ nữa hả? Hết rồi, hết sức rồi. Hết trứng rồi. Hết quá luôn rồi anh em à. Rồi mấy đứa con ơi. Ăn 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 nữa không? Ôi tụi này nó lớn rồi nè các bạn, ăn nữa không? Quay cái ăn kìa. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Ôi trời ơi, ghê vậy. Mấy tụi nó hấu ăn nghe chưa. Thôi là nó không ăn mình nữa, nó ăn thịt mình chứ không mình chết rồi. Kiểu như nó đói nó không ăn thịt mình. Ở đây, xuống dưới đây có nhiều cá đây nè. Chỗ này mấy con. Ừ nha. Cái rồi đừng nói là mình phải chơi lại từ đầu nha. Xuống này xuống này xuống này xuống này xuống này. Ok xuống này xuống này. Xuống này nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Đừng sợ té, không sao đâu không sao đâu. Trời ơi. Mình phải đợi những đàn con của mình. Xuống này nhanh lên mấy đứa. Nhanh nào, nhảy xuống đi. Nhanh 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 nhanh. Trời ơi, chưa xuống hết luôn kìa các bạn. Xuống nhanh lên coi. Trên kia nó bị kẹt á, kệ nó đi. Con nào ở sau bị kẹt nó chịu, ok. Trời ơi, cái mú. Cua hoàng đế mà. Cái gì? Cua hoàng hậu. Nó cũng căng bậy luôn các bạn. Nó cũng căng bậy luôn, chạy 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 chạy. Kêu 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 bèo ơi. Kêu. Kêu em ơi. Nó cũng căng bậy luôn các bạn ơi. Nó cũng căng bậy luôn, nó cầm cái vương miện các bạn ơi, nó cầm vương miện à. Hay lắm, cua hoàng hậu á mày. Cua hoàng hậu á mày. Hai đàn cua chơi nhau. Bây giờ. Ê, tí 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 mình chạy vô khác. Quýt lộn này, chơi cho quýt lộn mình hồi máu cái đã. Quýt lộn, quýt lộn, quýt lộn này, quýt lộn này. Bầy của mình đông hơn mà. Leo 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 leo. 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 Từ từ, quýt con cua kia không quýt, quýt con cua cầm vương cái vương miện không quýt. Quýt cua cầm vương miện không quýt, quýt con cá trời. À, thôi cởi nó, cởi nó, con cua nó cầu cắn mình à. Ôi, tí 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 mình đuổi trốn rồi. Tí ra tí ra tí ra là mình tham gia mình cắn cái thôi. Để mình tranh thủ mình để. Đó rồi đàn con của mình yếu rồi các bạn ơi. Đó rồi đàn con của mình yếu rồi. Muốn con cái này heo quét. Heo tâm tổng lực quét.
Sao mà ăn thịt con cá đây, mình để thêm bầy, mình quấn con cua kia. Hay á, hay á các bạn. Đợi của mình sao ít lại rồi ta, chết hết rồi. Ê, chạy 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 chạy. Để tranh thủ. Ôi, con cua kia nó sống các bạn ơi. Đi. Chết luôn rồi. No. No, gặp con cua cầm vương miện mà quýnh không lại nó trời. Nó nè. Cái một bầy mà quýnh không lại trời. Các bạn ơi, cái con cua hồi nãy mất rồi anh em à, mình tìm nó không ra. Hình như là nó quýnh lộn với con cá xong nó chết rồi. Thôi, để video clip khác á, mình sẽ làm hẳn một cái video clip kiểu như là kéo hai bầy đi tìm cái con cua đó cho các bạn coi nha. Hiện tại là mình lắp được cái con cua hoàng đế thôi. Còn nếu mà mình giết được cái con cua đó mà cầm cái cây gậy đó, không biết mình có cầm gậy được luôn không. Kiểu như mình phế cái chức cua hoàng đế của cái khu vực chỗ đó của nó luôn á. Ok, nếu mà các bạn thích cái trò này nhớ cho mình một like, một đăng ký nha. Mình là cảm thấy ghiền quá anh em. Không biết anh em có ghiền không mà mình cảm thấy thích quá. Các bạn anh em nha, nhớ ủng hộ mình nha các bạn.